vụ đại sứ Nga tại Ba Lan bị tạt sơn đỏ là do Nga ham tuyên truyền. Như chúng tôi đã đưa tin, đại sứ Nga tại Ba Lan đã bị những người biểu tình phản đối chiến tranh ở Ukraine tạt sơn đỏ vào người khi ông tới đặt hoa tại nghĩa trang quân đội Liên Xô ở Warsaw nhân kỷ niệm chiến thắng của quân đồng minh trước Đức Quốc xã năm 1945. Đoạn video do các hãng thông tấn Nga công bố cho thấy Sergei Ender và một số người đàn ông khác với vết sơn trên quần áo và khuôn mặt bị đám đông vây quanh, một số cầm cờ Ukraine. Trong các video khác về vụ việc lan truyền trên mạng, có thể nghe thấy các nhà hoạt động chống chiến tranh hô vang phát xít và sát nhân. Ender nói với hãng thông tấn Nga TASS rằng ông ta và đồng đội không bị thương nặng trong vụ việc. Những người biểu tình đã ngăn cản đại sứ đặt hoa tại nghĩa trang và cảnh sát Ba Lan đã áp giải ông đi. Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng với vụ việc bằng cách yêu cầu Warsaw tổ chức một buổi lễ đặt vòng hoa mới ngay lập tức và nói rằng Ba Lan nên bảo đảm sự bảo vệ hoàn toàn trước bất kỳ hành động khiêu khích nào. Cuộc chiến ở Ukraine đã làm lu mờ ngày chiến thắng năm nay khi Nga tưởng nhớ 27 triệu công dân Liên Xô đã hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ba Lan, quốc gia đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine, đã hủy bỏ tất cả các hoạt động kỷ niệm chính thức. Phát biểu trong chuyến công du tới Iran, Ngoại trưởng Ba Lan, Yagi Nirau, cho biết đây là một sự việc đáng lẽ không nên xảy ra, một sự việc có thể nói là thật đáng tiếc. Ông cho biết các nhà ngoại giao được hưởng sự bảo vệ đặc biệt bất kể các chính sách mà chính quyền nước họ theo đuổi. Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, Mariusz Kamiński, có những suy nghĩ khác, đã tuyết việc tập hợp những người phản đối sự xâm lược của Nga chống lại Ukraine, nơi nạn diệt chủng diễn ra hàng ngày, là hợp pháp. Cảm xúc của những người phụ nữ Ukraine tham gia cuộc biểu tình có chồng can đảm chiến đấu bảo vệ tổ quốc là điều dễ hiểu. Các nhà chức trách Ba Lan đã không yêu cầu đại sứ Nga đặt hoa vào ngày 9 tháng 5 ở Warsaw. Đó là sáng kiến của chính ông ta. Cảnh sát đã phải vất vả đưa đại sứ rời khỏi hiện trường một cách an toàn. Nhiều ngày trước, hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti đã đưa tin đại sứ Nga tại Ba Lan Sergei Ender sẽ đến đặt vòng hoa tại nghĩa trang của các binh sĩ Liên Xô ở Warsaw. Theo Bộ trưởng Mariusz Kamiński, Ba Lan đã hủy bỏ tất cả các hoạt động kỷ niệm chính thức vì e ngại có thể có những cuộc xung đột. Chính thông tấn Nga báo cho người Ba Lan và người Ukraine biết Sergei Ender sẽ đến đặt vòng hoa tại nghĩa trang này. Đề cập đến vụ việc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc qua rằng những người hâm mộ chủ nghĩa Tân Quốc xã đã một lần nữa lộ mặt, và điều đó thật đẫm máu. Việc phá dỡ tượng đài các anh hùng trong chiến tranh thế giới thứ hai, xúc phạm các ngôi mộ, và bây giờ là sự phá bỏ nghi lễ đặt hoa vào một ngày kỷ niệm, được cử hành bởi mọi người tử tế, chứng tỏ điều hiển nhiên, phương Tây đã đặt ra một lộ trình cho sự tái sinh của chủ nghĩa phát xít, cô ta nói. Vụ việc có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa Mạc Tư Khoa và Warsaw, trong đó Ba Lan đang nổi lên như một tuyến đường cung cấp vũ khí quan trọng trong cuộc chiến Ukraine. Các quan chức Nga đã tuyên bố mà không có bằng chứng cho thấy Ba Lan muốn sáp nhập các khu vực phía Tây của Ukraine, và Warsaw hồi đầu tháng này đã từ chối trả cho tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga bằng đồng rút, dẫn đến việc ngừng cung cấp khí đốt cho nước này.